anh bắt cây kế ngóng trong em về. Chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Sài Gòn Hoa ngày hôm nay. Hôm nay thì em Sương bắt ghế nhưng mà không phải để ngồi để ngóng trông anh nào về đâu nha các anh chị. Mà hôm nay em sẽ trả lại cho các anh chị cái chủ đề mà em còn nợ, đó chính là hướng dẫn cho các anh chị cách để chúng ta tỉa cây sau Tết và dưỡng lại. Và cây ngày hôm nay em giới thiệu đó chính là cây mai xanh Thái. Cây này thì tuần trước em còn nợ đúng không ạ? Thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị chúng ta là cách dưỡng lại sau khi mà chúng vừa mới ra một đợt hoa sau Tết. Và vào mùa hè thì cây này vừa đẹp vừa có thể có công dụng là chống nắng, bởi vì một dàn dây leo như thế này trồng ở trước hiên thì sẽ giúp cho hiên nhà của các anh chị sẽ mát mẻ hơn vào mùa hè. Và làm sao để mùa hè cây vẫn có thể ra hoa nhiều giống như đợt Tết vừa rồi, anh chị hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của em nha. Thì đây là dàn mai xanh Thái của em khi mà vừa mới chưng Tết xong nha các anh chị. Các anh chị thấy là hoa nở vào đợt Tết rất là nhiều, rất là đẹp. Những cái chùm hoa chúng nó sẽ buông dài xuống như thế này, màu xanh tím. Và khi hoa này bắt đầu già và tàn đi, anh chị sẽ thấy có một sự chuyển đổi màu sắc, là từ màu xanh tím chúng sẽ nhạt dần thành màu tím khói, qua đến màu xanh lá cây. Và khi những bông hoa này tàn và sắp rụng hoàn toàn thì chúng sẽ khô lại và sẽ có màu trắng nâu như thế này. Đây, các anh chị thấy những bông hoa khô. Thì bắt đầu khi mà trên cây chùm hoa của chúng ta chuyển qua màu xanh lá và bắt đầu có những cái hoa khô như thế này thì anh chị sẽ tiến hành cắt tỉa cho em để chúng ta có thể dưỡng lại cây. Bởi vì khi mà chúng ta để quá lâu mà không cắt tỉa, anh chị sẽ thấy có một trường hợp, đó chính là những cái cành này khô và rụng đi rồi. Cành hoa khi khô thì những cành hoa khi mà khô rụng đi rồi sẽ còn là những cái que rất là xấu. Ngoài ra thì chúng sẽ ra những cái chồi ở sau đó mà rất là bé nữa, không có được mập mạp, và cây dàn hoa của chúng ta sẽ không có được xum xuê, không có được tốt tươi. Thì sau khi mà cành hoa đã chuyển qua tới mức độ như thế này rồi, anh chị sẽ cắt tỉa cho em. Và cách chúng ta cắt tỉa thì em sẽ thực hiện, anh chị có thể theo dõi và tham khảo ạ. Thì đây là cái lý do mà em bắt ghế ở đầu video nha. Các anh chị sẽ bắt đầu là đứng lên cao cho em để có thể là dễ thực hiện thao tác cũng như là cắt tỉa hơn cho cái dàn cây của mình. Đây, những cành mà các anh chị sẽ thấy là chúng ra hoa xong rồi khô lại thì các anh chị sẽ tỉa cho em ạ. Đây là những cái cành hoa khô rồi các anh chị. Đây, anh chị tỉa thì sẽ làm cho dàn hoa của chúng ta đẹp hơn, không có bị khô hay là những cái cành đó nó cằn cỗi, nó xấu. Thì anh chị để ý cho em, ban nãy em có nói là những cái cành khi mà chúng tàn hoa rồi để chúng ra chồi ở trên đó thì cái chồi chúng bé xíu như thế này nè, anh chị nên cắt tỉa hết cho em. Đây nè, cái chồi mọc ra rất là bé. Thì anh chị sẽ giữ lại những cái cành mà lớn mọc từ trong thân ra để chúng có thể phát triển sau đó là sẽ ra hoa nhiều hơn ạ. Chùm hoa khi mà rụng này các anh chị vẫn có thể là sẽ xem là có những cái bông hoa chúng sẽ có hạt ở trong nha các anh chị. Đây, cho các anh chị xem ạ. Bông hoa già khi mà chúng có hạt, da rất rồi. Hạt của chúng chắc và mẩy như thế này nè, anh chị sẽ lấy cho em những trái mà có màu trắng. Khi mà già rụng như thế này nè, trái nào mà hạt mẩy á, đây. Anh chị gieo thì vẫn sẽ có thể lên cây ạ. Sau khi mà các anh chị đã cắt tỉa xong thì anh chị sẽ làm cho em thêm một bước nữa. Thì những cành mai xanh Thái này của em là chỉ có được cột hờ thôi, tại vì trước Tết á. Tại vì trước Tết thì cành của chúng chưa dài, nhưng mà bắt đầu vào mùa hè cây sẽ sinh trưởng rất là nhanh. Nên là các anh chị sẽ bắt đầu tháo dây cố định ra để mà chúng ta có thể đan chúng vào trong những cái khung sắt như thế này, hay là cái khung vàng. Và sẽ có thể là dùng thêm kẽm cố định hoặc là không. Cái này thì vàng của em khá là sát rồi, nên là em sẽ đan chúng vào cái vàng này để có thể là bò ra rất là đẹp. Nên chị sẽ đan vào.
và cố định thêm một đoạn dây để những cành mai xanh của nhà các anh chị có thể là nằm sát vào ở phần khung của giàn nha các anh chị, chút sẽ không có bị bung lên thì sẽ dễ dàng mà cố định cũng như là tạo hình được cho giàn mai xanh của chúng ta sẽ đẹp hơn. Và những chậu cây mai xanh Thái sau khi mà một đợt Tết vừa rồi chúng ta chăm tưới cũng như là chăm sóc chúng thì anh chị sẽ thấy là gốc bị trơ ra như thế này. Và trong những video lần trước phục hồi cây sau Tết trong series đó thì em cũng như anh Tường đã có chia sẻ cho các anh chị đó là công thức giá thể trộn sau đó để bổ sung dinh dưỡng, cấp thêm phân bón cũng như là các dưỡng chất cần thiết cho cây. Thì ở đây em có trộn sẵn rồi, anh chị có thể tham khảo lại ở video đó ạ. Thì một phần giá thể như thế này anh chị sẽ bắt đầu lắp hết vào phần gốc giúp em. Anh chị sẽ thấy là vào mùa hè cây sẽ rất là cần nhiều nước cũng như là sẽ nhanh bị héo đi. Khi mà chúng ta thêm đất cũng như giá thể nhiều vào thì phần gốc cây sẽ không có bị nắng chiếu trực tiếp, không có bị tác động xấu cũng như là không có bị khô héo ạ. Ngoài giá thể như thế này thì các anh chị cũng có thể bổ sung cho em đó là phân trùng quế cho những chậu cây của mình sau Tết. Đây, một phân trùng quế mà trong những series trước em và anh Tường đã có sử dụng thì hiện tại chúng vẫn đang còn nè. Thì anh chị sẽ xới nhẹ lớp đất mặt của chậu cây. Sau đó thì anh chị sẽ thêm trùng quế vào. Đây. Thêm xung quanh ở phần gốc cây. Sau đó thì các anh chị sẽ lắp lại nha. Lưu ý là nên lắp lại, không nên để phân trùng quế chúng lộ hoặc là trơ ra phía bên ngoài. Khi mà nắng chúng làm khô thì dinh dưỡng ở trong đó cây cũng sẽ khó mà hấp thụ được. Sau đó là chúng ta sẽ tưới lại thôi ạ. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của em thì các anh chị có thể tham khảo cũng như là thực hiện theo để vào mùa hè này thì các chị sẽ có được một giàn mai xanh Thái xum xuê, lá xanh mướt, chống nóng cho gia đình và ra hoa thật đẹp giống như là giàn cây em đang có ở đây nha. Và anh chị nào xem được video này thì có thể ghé vườn Sài Gòn Hoa cũng như là cho em biết là anh chị đã xem và like video, em sẽ tặng cho các anh chị một cây mai xanh Thái được ươm từ hạt ra. Chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.